May các bạn. Đây bữa nay mới có đi chợ thì mới có mua là bốn ăn đồ biển này nọ đó. Thì cái này là mực con mà mới hay ăn luôn. Cái này thì có mực này nè. Cái này như cái này có cái bự nữa nè. Cái này mấy cái mới hay ăn bự bự nữa nè. Nhưng mà nó cắt miếng miếng rồi. Còn cái này là cua giả đồ này nữa. Còn cái này thì là cua tiết đó các bạn. Nhưng mà cũng là giả luôn. Lúc đầu mới tưởng là thiệt các bạn. Lúc đầu mới tưởng là thiệt, cũng là giả luôn. Nhưng mà nó cũng có cái vị ngọt của cái cua đó. Thì ở đây có sauce luôn nè. Cái sauce của nó luôn. Thì bữa nay mình sẽ ăn bốn món này. Đây. Mình cho các bạn coi nào. Mình mới giờ đi về các bạn. Mình rất là đói. Mình có sẵn chén cơm ớt. Cái này ớt mình dạ để mà ăn đồ ăn các bạn chấm. Mình để lưu ngay cái dĩa nó khô rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ ăn cơm luôn. Tại mình đói bụng quá. Họ làm rất là chua các bạn, chua lắm. Mình ăn thử miếng này nữa nhé, ăn thử mà chấm ớt. Cũng rất là chua, nhìn nhiều ớt lắm, có nào nhìn thấy nhiều ớt lắm. Cái này có tôm nữa nè, nhưng mà thật ra không cay gì hết trơn á. Cái này cũng vậy, mấy cái ớt chua đồ này nữa. Cái này xà lách cũng đúng các bạn, cái này giống như đồ chua vậy đó, đồ chua thì đúng hơn. Mà cái này không có ớt phải không ngon đâu. Cái này xà lách không đúng không ạ? Cái này đồ chua đúng hơn. Tại rất là chua. Cái này rất là ngọt. Đúng rồi. Chua quá. Cái sauce này cho cái này đó các bạn. Sauce mà. Còn mấy cái này thì họ để là có ướp sẵn đồ này nọ rồi. Nhưng mà thật ra thì với Mary thì mình cảm thấy nó rất là lạc mà chua nhiều thôi. Mấy món này không có ớt ăn không được, không ngon. Lúc đầu mình cũng tưởng là xà lách nhưng mà không, miếng này ăn thử có gạo không.
không giòn luôn. Chỉ có cái này giòn. Mấy cái này mắc lắm mà không có rẻ đâu. Một cái hộp vậy nè 6 đồng mấy, 7 đồng á, không phải giống đồ Việt Nam, cái hộp đó là giống như chè hoặc là cái gì đó có khoảng 2 đồng rưỡi 3 đồng thôi. Mua cái này lỗ không? Lỗ tại ăn được nhưng mà không có ngon. Mày cái 12 hấp á, ngon hơn. Này đồ chua nhưng mà quá chua các bạn. Không có gì mặn mặn, không có gì ngọt ngọt, nó chỉ vị chua là nhiều thôi. Đó, các bạn thấy không, bữa nay mà đi ăn nhà hàng làm đi chơi vậy là chết nhà hàng người ta rồi đúng không? Cái này thì nó có vị giòn hơn cái của người hấp. Sauce này không ăn được luôn, nó rất là chua, mấy cái này đã chua rồi. Cái này thì nó ngọt nhưng mà cái sauce thì nó chua bếp, ăn cũng không được. Cái này không phải cái cocktail nữa, cái cocktail là khác nữa. Cocktail là nó có vị chua chua ngọt ngọt, còn cái này là vị chua nhiều. Mình thích ăn cái gì mà nó giòn giòn.
Hôm nay mình đi ra ngoài trời, em đi đội nắng, đi coi maple syrup á, người ta làm đường á. Bạn biết Canada này là nổi tiếng nhất là đường maple syrup đó, maple syrup. Trên lá cờ của Canada cũng có cái lá của maple syrup nữa, maple leaf. Còn syrup là nước của nó, nước đường của nó. Thì hôm nay mới đi coi cái đó, mới có quay video nên mình sẽ post lên cho các bạn xem đó. Post lên cho các bạn xem cái cách của người xưa làm với lại cái cách bây giờ. Nó có ba cách các bạn. Cách của người xưa thì nó lâu hơn, còn cách của nấu theo cái kiểu của ngày xưa nhưng mà cái kiểu theo hiện đại chút xíu, nó sẽ nhanh hơn chút xíu. Còn có một cách nữa, cách khác nữa là nấu bằng điện này nọ thì nó sẽ khác, nhưng mà họ kêu cái mùi vị nó không có ngon bằng, thơm không có thơm bằng, nó phải có cái mùi thơm thơm của cái than, cái khói thì nó mới là đúng là cái suy được họ nói vậy. Mà thời buổi bây giờ thì chắc người ta làm bằng máy nhiều. Bằng máy bằng điện. Không có gì ngọt luôn các bạn, không phải không ăn được nhưng mà không có ngon hơn. Tại em biết chắc là sẽ có bạn kêu không ngon mà vẫn ăn. Ngày đó mua làm nên nó có dục đó các bạn. Trừ khi nó dở lắm thôi, còn cái này nếu mà nó dở thì không hẳn là dở đâu, chỉ là không ngon thôi. Còn mà dở là nó sẽ dở không ăn được luôn là dở, còn ngon là nó khác, còn không ngon là khác. Thì cái này thì dở là có thể không có ăn được, đúng không? Rất nhiều ớt nè, ớt xanh, ớt vàng, cà rốt, cần tây nữa nè. Anh đây á, mưa để ý là họ rất thích ăn mấy cái đồ chua này, họ kêu pickle á, không như ớt ngâm chua, nói chung là cái gì cũng ngâm chua được hết trơn luôn. Mà cái này mới hy vọng là hai con mắm ăn được. Tại thấy cái thịt không thôi, còn thấy con là nó không ăn đâu, thấy nguyên con không ăn. Còn cái này là kiểu vậy là không biết là gì á. Nó lấy ra, này chưa có cay. Dưới này có thể có cay tại vì mình có để ớt ở dưới.
Hôm nay bên này là ngày mùng 8 tháng 3. Rồi My nè, lớn lên My cũng chả biết ngày mùng 8 tháng 3 luôn. Xong rồi tới khi qua đây luôn, bên này thì không có mùng 8 tháng 3 đâu. Chỉ có bên Việt Nam hoặc mấy nước khác thôi. Nhưng mà My cũng chúc các bạn mùng 8 tháng 3 vui vẻ nhé. Có được nhiều quà nữa. Mình thì không có quà đâu. Không sợ mình không biết lãng mạn đâu. Không biết mua quà đồ này nọ đâu. Nhiều khi anh mua đồ không đúng ngày gì hết trơn á, tự nhiên mua. Còn nhiều khi mấy cái ngày lễ ngày này nọ thì lại không. Mấy cái này là ớt thôi, chua chua mình không ăn được. Nó chua ấy. Với lại nếu mà nó chua mà nó giòn giòn á thì sẽ ngon. Không, quên định chấm cái đó. Chua. Còn mấy cái này nó không có giòn. Cái này là bỏ luôn rồi. Không ăn được, nó chua quá. Ăn được chén cơm xong ăn mấy cái này xong bây giờ nó no cứng bụng luôn. Này bây giờ hôm nay My cũng dậy sớm hơn chút xíu. My có đi chợ nè. My có quay video cho các bạn xem nữa nè.